Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony Mao Trạch Đông. Có một cái mức thóc là 80.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Nét đặc sắc của những làng nghề Đức đã chọn cho mình một con đường trông gai nhất. Đấy, mở to lên là nó đi bị đuối nguồn đây này. Của nhiều bạn là... Đấy. Những tinh hóa truyền thống phải được phát huy, được nhìn nhận đúng giá trị. Nếu mà thế hệ trẻ chúng ta không có những cái... Như này là được này. Hết cỡ này đây. Những cái điều đó... To lên là nó bị đuối nguồn nhá. Đi, sẽ không còn ai biết tới nữa. Còn đương nhiên là nếu như dùng pin thì không bao giờ xảy ra cái tình trạng này. Bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn về những cái giá trị trong thằng đấy. Trèo 48 giờ, tôi trèo về quê hương. Đại Việt Cổ Phong, Ed River, Đình Làng Việt, Nguyên Phong Đoạn Lĩnh, rất nhiều đó. Hệ về cấp cứu điều trị độc quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái này á là nó xuất phát từ cái đam mê rồi. Đang câu cá, chúng ta cùng nghe tốp ca trình bày. Dân tộc hòa vào cái chất đương đại thành một dòng chảy mạnh mẽ trong Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý vụ phát hiện địa điểm sang chiếc ga trái phép tại một bãi giữ xe. Phần cơ thể từ eo xuống dưới trông rất sinh động và duyên dáng. Bà Tatiana, một nhà thiết kế trang phục, cho biết. I am so happy about that because tôi rất vui vì điều đó, bởi trang phục truyền thống của chúng tôi là di sản trong nền văn hóa Malay và Peranakan. Thật vui khi con gái tôi cũng thích trang phục này. Nhưng hiện nay, một bộ phận giới trẻ không còn thích thú với trang phục truyền thống. Tôi nghĩ... Mày gọi này, cải lương này, đúng không ạ? Vì em là con một trong gia đình, ngoài giờ học em chỉ thui thủ chơi một mình thôi ạ. Nhưng từ khi làm kênh YouTube, em cảm giác như mình có rất nhiều bạn để chơi cùng. Lên hoạt ngôn hơn, tự tin hơn, em có thể chia sẻ những điều thú vị xung quanh em với các bạn nên rất vui và hạnh phúc ạ. Vậy thì không biết rằng là Bảo Thư đã bắt đầu hiện vlog xúc phạm uy tín cá nhân và tổ chức. Thế rồi, nó chỉ bắt được FM, còn ở trên này không biết có bắt được không. Nó nhiều cái công tắc này lắm, nhưng mà mình chỉ có test FM rồi nhá. Đấy, nó nhiều cái công tắc lắm này. Em rất là run. Xa nó rất nhiều, là mẹ cứ phải quay đi quay lại. Rồi, cảm ơn bác. Chắc hẳn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Trung cũng có những cái chia sẻ đối với thính giả chúng ta vừa trò chuyện. Đây. Dạy ở trong các cái trường học hoặc là sinh hoạt ở các cái làng bản, đúng không ạ? Và các em cũng rất là say mê học hát then và đánh đàn tính. Thì đấy chính là những cái hệ trẻ họ vẫn đang tiếp nối cái thế hệ cha ông để mà duy trì và phát triển cái một cái dòng nghệ thuật của người Tày Nùng ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh. Và hy vọng rằng là những cái
chương trình đó sẽ được gọi là phát triển tiếp tục và duy trì được những cái tinh hoa của nó cho những thế hệ mai sau. Vâng, rõ ràng chúng ta thấy là thế hệ trẻ họ không chỉ có kiến thức chuyên môn đâu mà họ còn có cả một cái nhận mà to lên là nó rẻ nha, nó đối nguồn chứ không phải nó rẻ. Mở pin, nếu mà chạy pin thì không phải suy nghĩ gì cả. Tôi xin phép dừng clip vào đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.